Chào tất cả mọi người, hôm nay là mùng năm Tết, chúng tôi sẽ đi qua du lịch Hàn Quốc. Anh em nghĩ là trước khi tụi mình qua Hàn Quốc, mình nên có một buổi phổ cập tiếng Hàn. Bắt đầu chúng ta chữ đầu tiên là chữ không. Không tiếng Hàn là Ani. Hai ba Ani. Đó là không. Còn giờ là người Hàn đi. Không được. Anh Tuế. Anh Tuế. Anh Tuế. Đó. Không có lên. Cái này không có lên. Cái này là cái chữ không được mà. Bên đâu phải câu hỏi. Anh Tuế. Anh Tuế. Cà cha à, đi thôi. Kachima là đừng đi, có cái bài hát gì đó. Baby Kachima. Đó. Sợ là hết. Anh nói một chút tình cảm. Rồi, cái câu này là tôi ổn là quên cha na. Anh đọc giỏi luôn. Quên cha na. Không có quên đâu. Câu này mới là khó nè, câu này thường là kinh điển nè. Đừng lo. Để anh đọc trước cho. Ok, đọc đây. Đừng lo, tiếng Hàn là học trong hạ chi ba. Học tiếng Hàn Quốc là khi nói giống như ngậm hai cục mình gọi là chôm chôm trong họng á. Không quên là bây giờ anh ngậm hai cái này. Không, không hạ chi ba. Không biết đâu. Rồi tiếp theo cũng ra đây. Câu muốn chết à. Muốn chết à, tiếng Hàn Quốc nè. Chocolate. Căng xong rồi chúng ta lại xin lỗi. Xin lỗi tiếng Hàn là Miane. Opa Miane. Rồi không thích đâu. Không thích đâu là Sido. Anh chơi thì chắc. Cái chữ này dễ nè. Đồ ngốc. Papo. Phải ồn. Anh phố. Sao anh phải nói phòng gặp thật khô. Rồi. Tại sao là câu hỏi. Câu hỏi tại sao có tiếng Hàn gọi là Ghê. Tôi biết rồi là I love you. Em đang đề nghị quay tất cả ba cô gái này nha. Anh tưởng cái mỏ của anh nhỏ lắm. Cái này không có lên, cái này là cái chữ không được mà. Có đâu phải câu hỏi. Cọc trong hạ chi ba. Chicle. Olso. Một xíu mình nghe ngồi phòng thư nha. Em ngồi em kém sang á. Phan Lý. Thôi sai rồi, sai rồi, sai rồi. Phan Lý. Mình chiếu ở đây nè, bên đây là Hàn Quốc nè. Này, nghe nào. Phan Lý. Không phải luôn em ơi. Vừa nói vừa diễn luôn. Phan Lý. Đây, mấy người đã hiểu gì xin lỗi trên tiếng Việt hết trơn. Nên nè, cái mối tình đầu, cái câu này chắc không có sử dụng bên đó. Mình qua bển mình tự nhiên mối tình đầu làm gì. Rồi, chốt sai ra. Là mối tình đầu. Còn cái chữ này mình có thể sử dụng được rồi. Cái chữ đúng rồi đấy. Kurochi. Đó. Làm sao bây giờ? Ô chú quê là làm sao bây giờ? Còn hạnh phúc gọi là hen bô kê. Hen bô kê. Anh có thể đọc được tiếng là sang được. Hạnh phúc. Rồi chữ cố lên, cố lên. Rồi là him nê. Him nê. Cái này đem nói, cái này đem nói câu này là anh điên à. Anh điên à. Phát âm hơi trộn nha. Anh Duyên à, phát âm gọi là mì chọt số. Mì chọt số. Nghe thèm.